Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện The Audio. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe truyện dưới phần bình luận. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với diễn biến của bộ truyện Tiên Tộc Chi Vương, tập 180. Các người muốn làm gì thì làm. Đừng làm phiền lão phu câu cá. Nếu không, lão phu không ngại giết toàn bộ các ngươi. Người nam trung niên giọng điệu lạnh nhạt, trong giọng nói hiển lộ ý uy hiếp không thể nghi ngờ. Thật có khẩu khí. Ngay cả khi ngươi là đại tu sĩ, lấy một địch mười, xem chúng ta là dạ áo túi cơm hay sao? Giết hắn. Người nam áo đỏ cười khẩy nói, tay lấy ra một con ốc biển màu đỏ lớn bằng bàn tay, mặt trên có phù văn lưu chuyển không ngừng, tán mắt ra một trận dao động thuộc tính hỏa. Vang lên một tiếng kèn trầm thấp, một vòng âm ba màu đỏ mắt thường có thể thấy được thổi quét ra, bay thẳng đến người nam trung niên. Nơi nào âm ba màu đỏ đi qua, nước biển nháy mắt dao động kịch liệt. Những người khác cũng lần lượt thi triển thủ đoạn. Nước biển kịch liệt quay cuồng, dâng lên sóng biển cao hơn trăm trượng, giống như là lớp màn che trời vậy, hung hăng chụp về phía người nam trung niên. Nếu nhóm các người đã muốn đi tìm chết, lão phu đành tiện các người một đoạn đường. Người nam trung niên sắc mặt lạnh lùng, tay phải bổ về hướng hư không, vô số hắc khí từ trên người hắn tuôn ra, hóa thành một đạo cự nhận màu đen, dẫn theo một cổ hương vị gay mũi đi thẳng đến đối diện. Âm ba màu đỏ và cự nhận màu đen va chạm vào nhau, nhất thời toát ra một cổ khói nhẹ, phát ra tiếng từ từ trầm đục. Âm ba màu đỏ giống như là gặp phải khắc tinh, chợt vỡ toạc ra. Cự nhận màu đen bay thẳng đến chỗ người nam áo đỏ, nháy mắt xuất hiện trước mặt người nam áo đỏ. Người nam áo đỏ bị dọa giật mình, ốc biển màu đỏ hào quang đại trướng, bay ra một mảnh lớn hỏa diệm, hóa thành một bức tường lửa màu đỏ cao vài chục trượng che chắn ở trước người. Vang lên một tiếng trầm nặng, hỏa cầu màu đỏ bị cự nhận chạm thành hai nửa. Bên ngoài thân người áo nam đỏ hiện ra vô số vảy màu đỏ, hai tay giao vào nhau chắn ở phía trước. Nhục thân của hắn mười phần mạnh mẽ, pháp bảo khó có thể gây thương tổn được, ngay cả linh mẫn thuật nhiều lắm cũng chỉ làm hắn bị thương nhẹ. Cự nhận màu đen chém trên cánh tay của hắn vẫn chưa thể đánh nát vảy trên tay, nhưng hai tay của hắn nhất thời toát ra một mảnh lớn khói nhẹ. Người nam áo đỏ phát ra tiếng hét thảm thiết, hắn phát hiện bản thân đã sai lầm. Cự nhận màu đen có chứa kịch độc, chẳng sợ hắn là hải tộc nguyên anh kỳ cũng không thể chịu nổi. Trời cao truyền đến tiếng gầm rú thật lớn, một vân đoàn màu đen thật lớn xuất hiện ở trên đỉnh đầu 10 gã hải tộc. Vân đoàn màu đen quay cuồng một trận, sau đó mưa xuống, nước mưa cũng là màu đen. Hạt mưa màu đen dừng ở trên người yêu thú, nhất thời bốc lên một trận khói nhẹ. Yêu thú kịch liệt quay cuồng, phát ra tiếng kêu thống khổ thảm thiết. Vô số hạt mưa màu đen dừng lên trên người bạch tuộc màu vàng, nó phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó biến thành một bãi máu loãng, chút năng lực phản kháng cũng không có. Người nam áo đỏ sợ tới mức hồn bay ra ngoài, quanh thân toát ra một mảnh lớn hỏa diễm màu đỏ bay ngược ra ngoài. Những hạt mưa màu đen tới gần hắn năm trượng nháy mắt liền biến mất. Phía sau người nam trung niên chợt sáng lên nhiều điểm lam quang, hóa thành một thanh niên áo đen. Bên ngoài thân trải rộng vảy đen, thanh niên áo đen là nguyên anh sơ kỳ. Quanh thân thanh niên áo đen xuất hiện vô số hồ quang màu đen, lấy ra một cây cự phủ ngập tràn hồ quang, hung hăng bổ về phía người nam trung niên, tốc độ cực nhanh. Quanh thân người nam trung niên chợt toát ra một mảnh lớn sương mù màu đen gay mũi. Thanh niên áo đen hai tay đụng tới sương mù màu đen, nhất thời bốc lên một trận khói nhẹ. Hắn phát ra tiếng kêu thống khổ, buông lỏng cự phủ màu đen. Cự phủ màu đen rơi trên mặt đất, va chạm vào sương mù màu đen, linh quang chợt ảm đạm xuống dưới. Vang lớn tiếng xe gió, một cái móng vuốt màu đen lớn hơn 10 trượng từ trong sương mù bay ra, bắt được thanh niên áo đen. Móng vuốt màu đen trải rộng lông tơ màu đen giống như là móng vuốt của nhện. Thanh niên áo đen tru lên một tiếng thống khổ, thân thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa thành một bãi máu loãng, ngay cả tinh hồn cũng không thể đào tạo được. Không tốt, chạy mau. Hắn là một trong ngũ tiên hải ngoại vạn độc chân quân,
Nhâm Tử Tài. Người này có danh xưng là Độc Thánh, Kim Giao Vương của Giao Long cũng ăn không ít mệt mỏi ở trên tay của hắn. Người nam áo đỏ đột nhiên nhớ tới điều gì, thất thanh nói, sau đó vội vàng lẻn vào đáy biển. Những hai tộc khác đều lẻn vào đáy biển, không dám chậm trễ. Trời cao không ngừng hạ xuống từng hạt mưa màu đen, rơi vào bên trong nước biển, bốc lên một trận khói nhẹ. Một con yêu thú cấp thấp trồi lên trên mặt biển. Hạt mưa màu đen dừng ở trên thi thể của yêu thú cấp thấp. Thi thể của nó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa thành bãi máu loãng. Khói độc màu đen quanh thân Nhâm Tử Tại quay cuồng một trận, chợt biến mất không thấy, hóa thành một viên châu màu đen lớn bằng quả trứng chim. Trên mặt lưu lại một giọt máu loãng. Bản mạng pháp bảo của lão phu, Vạn Độc Châu, được luyện nhập một trong 10 tuyệt độc là Đoạn Hồn Lệ, là khắc tinh của đại đa số thể tu, lại dám lợi dụng thủy độn thuật đến gần để công kích lão phu, thật là ngu hết thuốc chữa. Nhâm Tử Tài lẩm bẩm, mở miệng, viên châu màu đen hóa thành một đạo hắc quang, bay trở về bên trong miệng của hắn biến mất không thấy. Ngũ Long Hải Vực, Thanh Long Đảo. Bên trong một tòa cung điện màu xanh cao hơn 30 trượng, 30 kim đan tu sĩ đang tập hợp cùng với nhau, phẩm trà nói chuyện phiếm, trao đổi tâm đắc tu luyện. Phía trước có bày hai ngọc bàn hình chữ nhật màu xanh, một gã thanh niên đầu đội ngọc quan màu xanh và một cô gái trẻ váy màu xanh nhu. Thanh niên thanh sam mày kiếm mắt sáng, thân hình cao lớn, pha lẫn vài phần bộ dáng công tử. Cô gái váy xanh mũi quỳnh miệng anh, hai mắt như nước, pha vài phần cảm giác tiểu cô nương. Bọn họ là hậu nhân của Thanh Long Chân Nhân, Long Vân Tiêu và Lưu Nguyệt Tiên Tử Vân Trà. Cả hai người đều là kim đan tu sĩ, 10 đại tông môn Nam Hải dẫn đầu triển khai phản công. Bởi vì hải tộc điều động lượng lớn nhân thủ bao vây tiểu trừ người tu tiên quấy nhiễu ở hậu phương, lực lượng ở tiền tuyến suy yếu không ít. Nhân tộc phản công thế như trẻ tre, đã thu hồi lại 3 hải vực, lấy lại toàn bộ địa bàn đảo mất chỉ là vấn đề thời gian. Sau khi đại chiến kết thúc, nhất định phải nghỉ ngơi lấy lại sức. Thanh Long Chân Nhân và Lưu Nguyệt Tiên Tử mời không ít kim đan tu sĩ tới. Chính nghĩa được ủng hộ, bọn họ hy vọng mượn cơ hội này giao hảo cùng với các thế lực khác, hợp tác vì ngày sau đánh hạ. Thanh Liên Tiên Lữ có chiến tích dọa người, đám người Vương Thanh Linh tự nhiên là trở thành đối tượng được các thế lực lớn chào mời. Diệp Hải Đường đang tu luyện, không có đến. Chỉ có 3 người Vương Thanh Linh, Vương Thu Minh và Vương Mạnh Bân tham gia tụ hội lần này. Ngoại trừ trao đổi những tâm đắc tu luyện, còn có trao đổi hội. Ánh mắt Vân Long Tiêu xẹt qua chúng tu sĩ ở đây, cười nói, nếu không có tâm đắc tu luyện nào cần trao đổi nữa, chúng ta tiến vào hội trao đổi tiếp theo thôi. Không có người đáp lại, ống tay áo của Long Vân Tiêu vung về hướng ngọc bàn, thanh quang chợt lóe, trên mặt bàn xuất hiện hơn mấy chục loại tài liệu, đan dược, linh thú đan, tài liệu luyện khí, yêu đan, đều là tài nguyên tu tiên kim đan tu sĩ dùng được, trên thị trường cũng không hay gặp. Những tài liệu này đổi lấy tài liệu có giá trị ngang nhau, ưu tiên tài liệu luyện đan. Long Tiên Tử, trong hồ lô màu trắng kia là đựng cái gì? Vương Thanh Linh chỉ vào một hồ lô trắng noãn tò mò hỏi. Thường mà nói, trong pháp bảo hồ lô sẽ chứa chất lỏng, ví dụ như là linh dịch, linh thủy, Cửu Dương Thần Thủy, các vị đạo hữu chắc đã từng nghe nói qua. Long Vân mỉm cười trả lời, Cửu Dương Thần Thủy sao? Đây không phải là linh thủy độc môn của Cửu Dương Tông sao? Nghe nói linh thủy này vô cùng hữu ích đối với sự sinh trưởng của thực vật. Những linh dược quý hiếm dùng Cửu Dương Thần Thủy rất có ích cho sự sinh trưởng. Linh dược chết rồi cũng có thể được cải tử hoàn sinh. Không có khả năng đi, Cửu Dương Tông sẽ không dễ dàng truyền nó ra ngoài. Hoàng Phủ Vanh có chút kinh ngạc nói, chiến sự ở tiền tuyến kịch liệt, hắn bị trọng thương, được triệu hồi về Thanh Long Đảo để điều dưỡng. Đây là Cửu Dương Thần Thủy, nổi danh cùng với Cửu Dương Thần Nhũ, đương nhiên là Cửu Dương Thần Nhũ pha loãng, cùng chỉ là 10 giọt, hiệu quả kém hơn so với linh nhũ ngàn năm, nhưng sau khi dùng có thể rất nhanh khôi phục pháp lực. Ngoài ra, dùng để ngâm linh thú đản đã lâu, hoặc là trứng linh trùng hay hạt giống linh dược cũng có góp ích.
Nghe xong lời này, không ít kim đan tu sĩ ở đây đều động tâm. Hai mắt của Vương Thanh Linh sáng ngời. Nàng đang lo không biết ấp trứng của Vương Trường Sinh giao cho như thế nào đây. Nhiều người truyền âm trao đổi cùng với Long Vân Trà. Vương Thanh Linh cũng không ngoại lệ. Vương Thanh Linh dùng một viên yêu đan bậc 3 thuộc tính lôi đổi lấy 3 giọt cửu dương thần nhũ pha loãng. Hoàng Phủ Vanh cũng trao đổi được vài giọt cửu dương thần nhũ pha loãng. Sau khi Long Vân Trà trao đổi xong, các kim đan tu sĩ khác lục tục đi lên phía trước trao đổi. Còn có người trao đổi thành công, cũng có người không. Một chén trà nhỏ thời gian sau đến phiên Vương Thanh Linh. Nàng lấy ra mấy chục dạng tài liệu, đều là yêu đan bậc 3, cũng có một ít tài liệu luyện khí bậc 3. Đổi lấy linh vật thuộc tính băng bậc 3, yêu đan, hoặc là vật có lợi cho việc ấp linh đan. Vương phu nhân, đây là Uẩn Linh Ngọc Dịch Âu Dương gia chúng ta chế xuất, đối với linh thú đan ấp đã lâu có ưu việt nhất định. Đổi lấy một viên yêu đan bậc 3 thuộc tính hỏa. Một gã nho sinh áo trắng khuôn mặt nho nhã truyền âm với Vương Thanh Linh khách khí nói: được, trao đổi. Vương Thanh Linh sảng khoái đáp ứng. Chỉ cần đổi được vật có lợi ích cho việc ấp linh thú đan, nàng đều sẽ thử một lần. Vương Thu Minh và Vương Mạnh Bân cũng lấy ra đồ trao đổi. Vương Thu Minh trao đổi được một khối lưu ly kim, có thể gia tăng uy lực của pháp bảo. Vương Mạnh Bân cũng đổi được đồ hợp tâm ý của mình. Sau nửa canh giờ, trao đổi hội chấm dứt. Chúng tu sĩ lục tục rời khỏi. Hoàng Phủ Vanh gọi Vương Thanh Linh lại: như thế nào, Hoàng Phủ đạo hữu, có chuyện gì sao? Giọng điệu của Vương Thanh Linh bình thản. Nếu không phải là cố kỵ thực lực của Hoàng Phủ gia, nàng sẽ không quan tâm Hoàng Phủ Vanh. Hoàng Phủ Vanh lại muốn mua băng phong giao. Hắn xem nhẹ tình cảm Vương Thanh Linh đối với băng phong giao. Bàn tay của Hoàng Phủ Vanh vừa lật, trên tay hắn liền xuất hiện nhiều hơn một cái hồ lô màu xanh. Thành khẩn nói: Vương tiên tử, tại hạ cảm thấy có lỗi sâu sắc. Đây là một ít ngọc tang thần thủy pha loãng, dùng để ấp linh thú đan hẳn là không có vấn đề gì đi. Vương Thanh Linh lắc đầu, uyển chuyển cự tuyệt: đã tạ ý tốt của ngươi, vô công không chịu lộc. Vương tiên tử, tại hạ cũng không phải là muốn ngươi làm cái gì, chỉ là chút tâm ý xin lỗi mà thôi. Còn mong Vương tiên tử nhận lấy, bằng không Lục thúc tổ sẽ không tha cho ta. Người giúp ta nhận lấy đi. Chuyện lúc trước xem như ta chưa từng nói gì. Hoàng Phủ Vanh cười khổ nói: sau khi Thanh Liên tiên lử xâm nhập lòng địch, liên tiếp giết 10 tên dị tộc Nguyên Anh Kỳ, Hoàng Phủ Vanh biết được tin tức này, nửa ngày nói không nên lời. Không có khả năng nhầm, đây là lời của Lý Thiên Dương chính miệng nói. Hắn vội vàng quay trở về phía sau, chữa trị quan hệ với Vương Thanh Linh. Cái này không được. Ta có thể lấy đồ vật để đổi lấy, không thể lấy không của ngươi thứ gì. Ăn thịt người miệng ngắn, bắt người nương tay. Vương Thanh Linh cũng không muốn chiếm tiện nghi của Hoàng Phủ Vanh. Ai biết được ngày sau Hoàng Phủ Vanh sẽ sửa miệng nói cái gì. Trong lòng Hoàng Phủ Vanh thở phào nhẹ nhõm một hơi, đáp ứng xuống dưới, đổi với Vương Thanh Linh 3 khối yêu đan bậc 3. Trở lại chỗ ở, Vương Thanh Linh lấy ra một viên cự đản màu đen lớn bằng quả dưa hấu. Cự đản màu đen tản mát ra từng trận dao động mỏng manh, không cẩn thận quan sát sẽ không phát hiện được. Mấy năm nay, Vương Thanh Linh vì ấp quả linh thú đản này, không biết đã tiêu phí bao nhiêu tinh lực và tâm huyết. Vương Trường Sinh từng khuyên bảo nàng, ấp không được thì bỏ qua đi. Vương Thanh Linh không nghe. Nàng cho rằng quả linh thú đản này khẳng định không phải là linh thú thông thường, nếu không đã sớm không còn khí tức sinh mệnh. Nàng dùng nhiều loại linh dịch ngâm quả linh thú đản này, linh thú đản dần dần tản mắt ra dao động thuộc tính thủy, hẳn là một con linh thú thuộc tính thủy. Đối với một vị ngự linh sư mà nói, ấp thành công một quả linh thú đản kỳ dị, loại cảm giác thành tựu này không phải là có thể dùng thứ khác để thay đổi. Vương Thanh Linh lấy ra một cái bình sứ màu trắng, đem 3 giọt linh dịch màu vàng nhạt nhỏ lên trên linh thú đản. Đây là cửu dương thần nhũ pha loãng. Vương Thanh Linh có thể nhìn rõ ràng được 3 giọt cửu dương thần nhũ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy bị linh thú đản cắn nuốt. Thuộc tính thủy của linh thú đản lại mạnh lên vài phần. Vương Thanh Linh đổ Uẩn Linh Ngọc Dịch lên trên linh thú đản. Linh thú đản cũng như trước chậm rãi cắn nuốt ngọc dịch. Nàng lấy ra một cái hồ lô màu xanh, búng mở nắp bình. Một cổ linh khí tinh thuần từ trong đó tuôn ra. Suy xét
lần trước Hoàng Phủ Vanh muốn mua băng phong dao. Vương Thanh Linh có chút hoài nghi dụng tâm của Hoàng Phủ Vanh. Nàng lấy một cái bát màu lam, đem một quả trứng trùng có sinh cơ mỏng manh thả vào trong bát. Sau đó lại đổ ra một ít chất lỏng từ hồ lô màu xanh. Trứng trùng này là khi Vương Thanh Linh trao đổi được. Một gã tán tu kim đan nói từ trong động phủ của cổ tu sĩ có được. Vương Thanh Linh tìm mấy năm thời gian cũng không thể ấp trứng. Trên người Vương Thanh Linh có không ít linh thú đạn và trứng linh trùng từ động phủ cổ tu sĩ. Nàng ấp trứng không được, nhưng nếu gặp, nàng đều sẽ mua về. Trứng trùng màu đen nhanh chóng hấp thu chất lỏng màu xanh nhạt. Rất nhanh, trứng trùng vỡ tan. Một chân nhện màu đen từ trong đó trồi ra. Con nhện có mấy chục chân, đầu vô cùng nhỏ, trong miệng phát ra từng tiếng tê minh quái dị. Ồ, lại có thể là phệ hồn chu. Vương Thanh Linh có chút kinh ngạc. Phệ hồn chu đứng hàng thứ 32 trong bảng thiên địa kỳ trùng, còn có thể thi triển công kích linh hồn, xem như là linh trùng có bài danh cao. Phệ hồn chu phát ra từng tiếng tê minh quái dị. Vương Thanh Linh cũng không phát hiện ra có điều gì lạ thường. Hải Đường biểu muội đang muốn chăn nuôi linh trùng có thần thông lớn, còn phệ hồn chu này đưa cho nàng chăn nuôi đi. Vương Thanh Linh lẩm bẩm, cho phệ hồn chu vào trong linh thú châu. Ngọc Tang Thần Thủy có thể ấp trứng linh trùng, hẳn là không có vấn đề gì. Vương Thanh Linh mang một ít Ngọc Tang Thần Thủy đổ lên trên linh thú đạn. Ngọc Tang Thần Thủy lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được nhập vào bên trong linh thú đạn, biến mất không thấy. Một màn kinh người xuất hiện. Linh thú đạn chợt lắc lư hẳn lên, tản mát ra từng trận dao động mạnh liệt. Người muốn đi ra rồi sao? Vương Thanh Linh nhất thời mừng rỡ, đổ toàn bộ Ngọc Tang Thần Thủy lên trên linh thú đạn. Linh thú đạn kịch liệt chớp động hẳn lên, hấp thu toàn bộ Ngọc Tang Thần Thủy, sau đó đình chỉ dao động. Tay phải của Vương Thanh Linh sáng lên một trận sáng mờ màu xanh, che kín linh thú đạn. Có thể nhìn thấy được mặt ngoài linh thú đạn có một ít mạch máu thật nhỏ. Dao động sinh mệnh của linh thú đạn cường đại lên không ít. Đáng tiếc là Ngọc Tang Thần Thủy pha loãng. Nếu như là Ngọc Tang Thần Thủy chân chính, nhắm chừng người cũng có thể đi ra rồi. Vương Thanh Linh lẩm bẩm, nhẹ nhàng mân mê linh thú đạn. Linh thú đạn chợt kịch liệt chuyển động, chung quanh hiện lên thủy khí nhẹ nhẹ. Điều này nằm ngoài dự kiến của Vương Thanh Linh. Nàng ấp linh thú đạn không 100 thì cũng 80. Đây là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Xem ra khỏa linh thú này tuyệt đối không phải là linh thú thông thường, có thể là hậu duệ của linh thú cường đại. Qua một hồi lâu, linh thú đạn ngừng chuyển động, thủy khí cũng biến mất không thấy. Cũng không biết là kiểu thúc từ nơi nào mà lấy được quả linh thú đạn này. Trứng còn chưa nở đã có thể khống chế thủy linh khí. Xem ra nó không phải là linh thú thông thường. Vương Thanh Linh thu hồi linh thú đạn trở về phòng tu luyện. Hỏa Long Đạo ở giao giới giữa Ngũ Long Hải Vực và Hỏa Đồn Hải Vực, dị tộc xâm chiếm, Hỏa Long Đạo lưu lạc vào tay địch thủ. Nhân tộc sau khi phản công đoạt lại được Hỏa Long Đạo. Hỏa Long Đạo có một tòa thành trì liên miên ngàn dặm, tường thành cao lớn sập hơn phân nửa, mặt đất bị máu tươi nhiễm đỏ, huyết khí tận trời, trên đất rải rác lượn lớn thi thể của yêu thú và người tu tiên. Trong thành có một tòa cung điện tráng lệ màu đỏ, trên bảng hiệu viết ba chữ cái to: Hỏa Long Điện, linh quang lập lòe. Trong điện, Lý Thiên Dương và hơn 10 nguyên anh tu sĩ đang thương thảo chiến sự. Trên mặt mọi người đều lộ ra ý cười. Nhân tộc đại phản công, bởi vì hải tộc điều động lượng lớn nhân thủ bao vây diệt trừ nguyên anh tu sĩ làm loạn ở hậu phương. Lực lượng dị tộc ở tiền tuyến bị cắt giảm, ngăn không được nhân tộc tiến công mãnh liệt. Lý Thiên Dương dẫn dắt đội ngũ đã thu phục được gần hết mất đất ở Ngũ Long Hải Vực. Các vị đạo hữu, trận chiến hôm nay chúng ta thu phục được Hỏa Long Đảo và Hỏa Đồn Hải Vực. Lão Phu thương lượng cùng bọn Đỗ đạo hữu và Nhật Nguyệt Cung, quyết định thừa thắng xông lên, khoách trương chiến quả. Cần phải đánh đuổi dị tộc ra khỏi Vạn Yêu Hải Vực. Lý Thiên Dương trầm giọng nói, vẻ mặt mười phần kích động. Mười đại tông môn Nam Hải tham chiến lâu như vậy, đương nhiên không phải là ham muốn mấy ngàn tòa đảo nhỏ này, ít nhất cũng phải lấy được một hải vực. Cũng nhờ Lý đạo hữu anh minh, nếu không chúng ta chưa chắc có thể thu phục được địa bàn nhanh như vậy. Hai đại thiện cười tán dương. Vẻ mặt của Lý Thiên Dương tươi cười khiêm tốn nói,
Hải Đạo Hiểu khen sai rồi. Đây không phải là công lao của một mình Lý Đạo Hiểu. Không có những đạo hiểu khác, chúng ta cũng sẽ không thu phục được Hỏa Long Đạo nhanh như vậy. Ít nhiều, nhờ Vương Đạo Hiểu, bọn họ tập kích quấy rối, giảm mạnh áp lực ở tiền tuyến. Nếu không phải như vậy, chúng ta cũng không có cách nào thu phục được địa bàn nhanh như vậy. Đúng vậy, liên tiếp giết 10 tên dị tộc Nguyên Anh Kỳ, chiến tích này có thể đuổi kịp Nhật Nguyệt Song Thánh. Trần Ngang lộ sắc mặt khen ngợi, vẻ mặt không phục. Tu tiên giới thực lực vi tôn, Phương Trường Sinh và Ôn Nhiên dùng chiến tích chứng minh bản thân. Đuổi kịp Nhật Nguyệt Song Thánh sao? Trần Đạo Hiểu nói đùa. Vợ chồng chúng ta không dám nhận. Một đạo thanh âm nam có chút oán khí vang lên. Vừa dứt lời, Phương Trường Sinh và Ôn Nhiên đi đến. Sắc mặt của bọn họ tái nhợt, một bộ dáng pháp lực tiêu hao quá độ. Hai tộc phát điên truy giết bọn họ, cũng may gặp được một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ hấp dẫn hơn phân nửa truy binh. Ngay cả như thế, Phương Trường Sinh và Ôn Nhiên cũng suýt chút nữa chết trên tay hải tộc. Vương Đạo Hiểu, Vương Phu Nhân, các người đã trở lại rồi, quá tốt rồi. Lý Thiên Dương nhìn thấy Phương Trường Sinh và Ôn Nhiên, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Nhìn thấy hai người Phương Trường Sinh và Ôn Nhiên, trên mặt đám người Hải Đại Thiên, không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc khâm phục. Hà hà, Vương Đạo Hiểu, chúng ta vừa rồi còn nhắc đến các người đó. Liên tiếp giết 10 dị tộc Nguyên Anh Kỳ, thể hiện uy phong của nhân tộc chúng ta. Các người đã vang danh khắp Nam Hải rồi. Hiện tại nhắc đến Thanh Liên Tiên Lữ, không người không biết, không người không hiểu. Hải Đại Thiên đứng dậy cười nói. Uông Như Yên lắc đầu trả lời. Hải Đạo Hiểu hiểu lầm rồi. Chúng ta không giết được 10 tên dị tộc Nguyên Anh Kỳ. Trên đường trở về, Phương Trường Sinh và Uông Như Yên đã thương lượng qua. Mặc kệ là ai cho bọn họ cái danh này, bọn họ cũng không thể nhận. Gỗ tốt gặp gió mạnh ắt gãy đoạn. Bọn họ giết 6 gã dị tộc Nguyên Anh Kỳ đã thực đáng chú ý rồi. Thêm 5 tên dị tộc Nguyên Anh Kỳ nữa thì không phải là công lao mà là tội. Nếu thừa nhận chiến tích này, Vương gia nhất cử nhất động về sau đều sẽ bị người để mắt. Làm sai một chuyện nhỏ sẽ bị phóng đại đến vô hạn. Đừng nhìn nhân tộc hiện tại hòa hợp êm ấm, chờ chiến sự chấm dứt, khẳng định sẽ vì lợi ích mà nội đấu. Suy xét vì tương lai, bọn họ không thể nhận công lao ngất ngưỡng này. Nghe xong lời Uông Như Yên nói, đám người Lý Thiên Dương trợn mắt há mồm. Tin tức này là Lý Thiên Dương biết được từ miệng của tù binh hải tộc. Hắn thi triển siêu hồn thuật đối với tù binh, kết quả đều giống nhau. Tin tức này là hậu phương truyền đến, tuyệt không thể nhầm lẫn. Phương Trường Sinh và Uông Như Yên bình an trở về. Uông Như Yên lại nói bọn họ không giết 10 tên Nguyên Anh Kỳ dị tộc, chẳng lẽ là công lao của người tu tiên khác sao? Vậy cũng không đúng. Thứ nhất, Nguyên Anh tu sĩ sao lại có tâm tốt như vậy, đem chiến công thả lên trên người Thanh Liên Tiên Lữ? Thứ hai, tin tức là dị tộc truyền đến, hải tộc ngã xuống 5 Nguyên Anh tu sĩ, lúc này mới điều động lượng lớn binh lực quay trở về phía sau bao vây tiểu trừ Thanh Liên Tiên Lữ. Chẳng lẽ hải tộc đang diễn trò sao? Hải tộc cần gì phải diễn trò? Cho dù là diễn trò, sao lại không đem công lao gắn lên trên người tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ? Vậy không phải là càng hợp lý hơn sao? Một người nam trung niên hơn 40 tuổi đứng dậy. Hắn mặt trường bào màu xanh, lưng đeo một thanh mộc kiếm cũng màu xanh. Ta là Đái Nhân của Vạn Kiếm Môn. Vương Đạo Hiểu, các người xâm nhập tập kích lòng địch quả thật không dễ dàng. Bình tinh nguyên đan này đối với thương thế của các người có giúp ích. Hai vị trước tiên cứ lui xuống chữa thương đi. Có chuyện gì, chờ các ngươi chữa thương tốt liền tiếp tục bàn bạc. Người nam trung niên đơn giản giới thiệu một chút, lấy ra một bình sứ màu xanh đưa cho Phương Trường Sinh. Lý Thiên Dương cũng phản ứng lại. Phương Trường Sinh và Uông Nhiên rõ ràng đang có thương tích trong người, quả thật nên để cho bọn họ lui xuống chữa thương trước. Đúng vậy, Vương Đạo Hiểu, các người lui xuống trước đi, đừng để bị thương đến căn cơ. Những người khác cũng đều phù hỏa. Mặc kệ nói như thế nào, Thanh Liên Tiên Lữ tập kích quấy rối lòng địch là thật, công lao không nhỏ. Thanh Liên Tiên Lữ thật vất vả trở về, nên để cho bọn họ chữa thương trước. Phương Trường Sinh tiếp nhận bình sứ màu xanh, hơi cân nhắc, sau đó gật đầu đáp ứng. Hắn nhìn ra được Đái Nhân dường như là muốn nói gì đó với hắn. Nghiêm khắc mà nói, Vương gia là phụ thuộc của Vạn Kiếm Môn. Những người khác ngoài miệng đều nói rất dễ nghe,
nhưng không có một người xuất ra đan dược chữa thương. Đại nhân cùng Vương Trường Sinh và Ô Nhiên lần đầu gặp mặt, lại đưa cho họ một bình đan dược chữa thương. Đây là biểu đạt thiện ý. Lý Thiên Dương gọi tới một vị kim đan tu sĩ, sắp xếp chỗ cho Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Sau một chén trà nhỏ thời gian, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên xuất hiện bên trong một tòa sân tĩnh lặng. Sân được dựng trên một tứ giai linh mạch, linh khí dư thừa. Vương Trường Sinh vừa lấy ra bình sứ màu xanh, đổ ra vài viên thuốc màu xanh nhạt. Viên thuốc tản mát ra một mùi thơm kỳ lạ, ngửi một ngụm có thể làm tinh thần hưng phấn. Mấy viên đan dược này trị giá 100.000 linh thạch. Đái đạo hữu lần đầu gặp mặt chúng ta, sao hắn có thể hào phóng như vậy? Thật sự không bình thường. Vương Trường Sinh thu hồi đan dược, nhíu mày nói. Ngay cả khi Vương gia là phụ thuộc của Vạn Kiếm Môn, đái nhân cũng không cần phải hào phóng như vậy. Phu quân, ta cảm thấy việc này cùng chiến tích của chúng ta có liên quan. Nếu ta đoán không sai, đái đạo hữu khẳng định sẽ đến bái phỏng. Trước đó chúng ta tuyệt đối không thể để cho người khác biết được chúng ta cuối cùng là giết được bao nhiêu dị tộc Nguyên Anh Kỳ. Vương Trường Sinh gật đầu nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Có lẽ đây là cơ hội của chúng ta. Gỗ tốt gặp gió lớn ắt gãy đoạn. Vương gia căn cơ không đủ, không thể thừa nhận danh khí quá lớn. Vạn Kiếm Môn thì không có vấn đề. Vương Trường Sinh và Uông Nhiên ăn vào Tam Nguyên Hộ Tâm Đan, thương thế đã tốt hơn được 7-8 phần. Chỉ là trên đường chạy trốn pháp lực tiêu hao nhiều, bọn họ khoanh chân ngồi xuống khôi phục pháp lực. Hai canh giờ sau, Vương Trường Sinh và Uông Nhiên đứng dậy, sắc mặt hai người khôi phục hồng nhuận. Chỉ cần tĩnh tâm điều dưỡng một đoạn thời gian, bọn họ có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Một tấm truyền âm phù bay tiến vào. Vương Trường Sinh búng ngón tay bắn ra một đạo lam quang, chuẩn xác đánh lên trên truyền âm phù. Truyền âm phù không gió tự cháy, vang lên thanh âm của đại nhân. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, không biết các người hiện tại có tiện gặp mặt hay không. Đái mộ có việc từ muốn cùng bàn với các người. Xem ra chúng ta đã đoán đúng rồi, phu nhân. Thật sự là đến để chia công. Vương Trường Sinh mở miệng truyền âm, mời đại nhân tiến vào. Sau vài câu hàn huyên, dòng điệu đại nhân uyên truyền cười nói, Vương đạo hữu, Vương phu nhân, mà mội hỏi các ngươi một câu, các ngươi thật sự giết 10 tên dị tộc Nguyên Anh Kỳ sao? Không dối gạt đái đạo hiểu, chúng ta chỉ giết 5 tên dị tộc Nguyên Anh Kỳ và một gã ở tiền tuyến, chính là 6 gã. Nhiều hơn 5 tên hải tộc Nguyên Anh Kỳ đều không phải là do hai người chúng ta giết. Đây là có người ở phía sau tính kế chúng ta, muốn mượn đao giết người. Vương Trường Sinh bẩm báo chi tiết, Vương gia căn cơ không sâu, bọn họ cần Vạn Kiếm Môn giúp đỡ. Vương Trường Sinh và Uông Nhiên đã phân tích, quá nửa là có thế lực khác tinh kế bọn họ. Nói không chừng có thể xung đột lợi ích với Vạn Kiếm Môn. Bọn họ phải ôm chặt cái chân to Vạn Kiếm Môn này. Nói miệng không bằng chứng. Cho dù Vương Trường Sinh thừa nhận chiến tích, lấy không được thi thể và tinh hồn yêu thú ra đối ứng, cao tầng cũng sẽ không tin tưởng. Nếu không có chứng cứ khác, những Nguyên Anh tu sĩ khác cũng sẽ có thể nói dối chiến tích, bảo mình đã giết được mấy chục tên Nguyên Anh tu sĩ dị tộc. Đại nhân gật đầu cười nói, tại hạ phụng mệnh trưởng môn sư huynh đến nói với Vương đạo hiểu chuyện này. 10 tên dị tộc Nguyên Anh Kỳ là các người giết, nhưng có Nguyên Anh tu sĩ của Vạn Kiếm Môn hỗ trợ, các người mới có thể lấy được chiến quả lớn như vậy. Hai vị đạo hiểu thấy như thế nào? Chiến tích đại biểu công lao, ngày sau là căn cứ để phân chia địa bàn. Mặc kệ Thanh Liên Tiên Lữ có chiến tích thật hay giả, Vạn Kiếm Môn đều phải phân phần công lao này. Đồng dạng là giết một gã Nguyên Anh tu sĩ dị tộc, địa bàn của Vương gia có thể nhận được tuyệt đối ít hơn phần của Vạn Kiếm Môn được phân. Nắm tay lớn đều có chân lý của nó. Như vậy không ổn đâu. Đây là nói dối chiến tích. Chúng ta không lấy ra được 5 thi thể của hải tộc Nguyên Anh Kỳ. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, không có thi thể hoặc tinh hồn yêu thú, hắn nói xuông, người khác cũng sẽ không tin tưởng. Điểm này các người có thể yên tâm. Có Vạn Kiếm Môn chúng ta ra mặt, cho dù không có thi thể hoặc tinh hồn yêu thú, công lao cũng sẽ không ít đi. Dù sao, đối mặt với tập kích của cường địch, các người và Nguyên Anh tu sĩ của Vạn Kiếm Môn liên thủ, có thể giết ra được khỏi vòng vây đã là không tệ rồi,
không có thời gian mang đi thi thể hoặc là tinh hồn yêu thú cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đây là tình huống của sư đệ Tôn Dư Lượng. Bên trong có diện mạo của hắn, thần thông, tính cách. Tôn sư đệ cũng tham gia tập kích quấy rối lòng địch. Chúng ta trước biên tốt chuyện các ngươi đã trải qua và tình huống khi giết địch, thống nhất kịch bản sau đó rồi hồi báo. Vạn kiếm môn chúng ta có thể đồng ý ít nhất sẽ chia cho các ngươi một tòa đảo có tứ giai linh mạch. Đại nhân nói xong, lấy ra một miếng ngọc phù màu lam đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh xoay chuyển ánh mắt cười nói: Đại đạo hiểu, chúng ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi, nhưng chúng ta hy vọng công lao có thể chia thêm cho hai kim đan tu sĩ, để cho bọn họ cũng có chút công lao. Bọn họ là đệ tử của Thái Nhất Tiên Môn, tộc thúc của ta, dù sao cũng phải đem công lao chia cho Vạn Kiếm Môn. Có thể phân cho Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng một ít công trạng. Đây căn bản không phải là việc gì khó. Kim đan tu sĩ không có nhiều công lao. Đại nhân rất sảng khoái đáp ứng xuống dưới. Sau nửa canh giờ, Vương Trường Sinh và Uông Nhiên tự mình tiễn đại nhân ra khỏi cửa. Bọn họ đạt thành hiệp nghị với đại nhân. Hai người bọn họ ở hậu phương chém giết được 5 dị tộc Nguyên Anh Kỳ, sau đó phối hợp với Tôn Dư Lượng chém giết thêm 5 gã hải tộc Nguyên Anh Kỳ. Tình huống nguy cấp, không kịp mang đi thi thể và tinh hồn. Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng cũng có giúp sức không nhỏ. Cứ như vậy, Vạn Kiếm Môn được chia không ít công lao. Thanh Liên Tiên Lữ cũng không có danh khí lớn như lúc đầu, sẽ không bị người khác để mắt, mà lợi ích của Vương gia cũng không giảm. Ngoài ra, nếu hải tộc lén trả thù Vương gia, còn có Vạn Kiếm Môn chắn ở phía trước, kết quả này quả thực là đại vui mừng. Ngày thứ hai, Vương Trường Sinh và Uông Nhiên đi vào nghị sự điện trước mặt mọi người, đem lời nói dối đã biên soạn ra sẵn nói ra. 8 người Lý Thiên Dương hai mặt nhìn nhau. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, đại nhân khí thịnh thần nhàn. Nhất thời rõ ràng, đại nhân đại biểu Vạn Kiếm Môn, từ trên người Thanh Liên Tiên Lữ lấy đi không ít công lao. Đồng dạng là chiến tích, nhưng Vạn Kiếm Môn có thể lấy được càng nhiều chỗ tốt. Loại sự tình này nói ra thì không dễ nghe, nhưng loại sự tình như chia công này cũng không hiếm thấy. Nếu là nhân tộc cùng nhau hợp lực, công trạng của ai cũng đều được tính. Việc này là của Vạn Kiếm Môn, Lý Thiên Dương cũng không có thấy kỳ quái. Nói thật, nếu không phải là đại nhân từ tiền tuyến chạy đến, Lý Thiên Dương cũng sẽ đại biểu Cửu Dương Tông thương lượng cùng Thanh Liên Tiên Lữ, đồng dạng là lấy đi đại bộ phận công lao, phân cho Vương gia một số lợi ích ưu việt. Vụ mua bán này tuyệt đối không thiệt. Đám người Hải Đại Thiện trong lòng cũng rõ ràng, đều không vạch trần. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, lần tập kích quấy rối này của các người thật sự vất vả. Chiến sự kế tiếp các người không cần tham gia, trở về phía sau điều dưỡng đi. Tộc nhân của các người đều ở Thanh Long Đảo. Các người giết chết 5 dị tộc Nguyên Anh Kỳ, xuất được thi thể hoặc tinh hồn, có thể đến bảo khố lựa chọn 5 món đồ. Lý Thiên Dương nhiệt tình nói, mặc kệ như thế nào, Vương Trường Sinh và Uông Nhiên được Lý Thiên Dương lựa chọn phải đến phía sau tập kích. Lý Thiên Dương cũng sẽ có một chút công lao. Vương Trường Sinh lấy ra 3 tinh hồn yêu tộc Nguyên Anh Kỳ, thi thể của Vong Trần Hòa Thượng và thi thể của Man tộc Nguyên Anh Kỳ, giao cho đám người Lý Thiên Dương. Đám người Hải Đại Thiện nhìn thấy Vương Trường Sinh lấy ra đồ vật, vẻ mặt đầy hâm mộ. Nghiệm chứng không có gì bất thường, Lý Thiên Dương dẫn theo Vương Trường Sinh và Uông Nhiên đi vào bảo khố để bọn họ lựa chọn bảo vật. Vương Trường Sinh và Uông Nhiên tuyển chọn kỳ càng, lựa chọn 5 món bảo vật: một pháp bảo thần lôi tiễn, một viên thiên thú đan, một phần kết anh linh vật, một khối kim từ linh mộc ngàn năm, 3 giọt cửu dương thần nhũ. Pháp bảo thần lôi tiễn có thể thả ra được mộc thần lôi đả thương địch thủ, cường hóa uy lực của phục kình cung. Thiên thú đan có thể gia tăng tỷ lệ tiến vào bậc 4 của linh thú. Kết anh linh vật không ai ngại sở hữu nhiều. Kim từ linh mộc ngàn năm có thể luyện chế ra một món pháp bảo. Về phần cửu dương thần nhũ có thể dùng để ấp linh thú đan. Đại trưởng lão Nam Cung Miểu đưa. Vương Thanh Linh dùng thời gian mấy chục năm cũng không thể ấp nở được khỏa linh thú đan đó. Cửu dương thần nhũ và vật độc môn của cửu dương tộc có lợi đối với linh thú đan lâu năm, đối với linh dược quý hiếm có công hiệu khởi tử hồi sinh. Vương đạo hiểu, các người giết băng viên Nguyên Anh Kỳ,
Không biết các người có được vạn năm huyền ngọc hay không? Lý Thiên Dương trịnh trọng hỏi. Vương Trường Sinh cười khổ một trận rồi nói: không có. Vạn năm huyền ngọc cũng không phải là rau cải trắng. Tên kia chỉ là nguyên anh sơ kỳ. Trên người có một chút tài liệu luyện khí thuộc tính băng. Ngàn năm huyền ngọc thì có một chút, nhưng vạn năm huyền ngọc thì một chút cũng không có. Uông Nhiên cười thản nhiên tiếp lời: nghe nói Lý đạo hữu tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, chúng ta ở bộ lạc Hỏa Man có được một ít tài liệu luyện khí thuộc tính hỏa. Nếu Lý đạo hữu cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể trao đổi. Lý Thiên Dương cân nhắc một lát, bàn tay vừa lật, kim quang chợt lóe, một cái tiểu chung màu kim lớn bằng bàn tay xuất hiện ở trên tay hắn. Bên ngoài chuông vàng khắc ba Phật tượng vẻ mặt hiền lành. Đây là kim Phật chung, có công hiệu khi đối phó với quỷ vật, cũng có thể đối phó với nguyên anh tu sĩ khác. Các người lấy gì để trao đổi đây? Vương Trường Sinh lấy ra hai cái hộp ngọc màu đỏ, vừa mở ra liền thấy hai khối tinh thạch hồng sắc lớn bằng quả dưa hấu. Mặt ngoài điểm điểm tinh quang, toát ra mảnh lớn hỏa diễm màu vàng. Nhiệt độ trong bảo phố đột nhiên tăng cao. Đây là luyện khí tài liệu bậc 4 kim diễm tinh, được núi lửa phun trào, nham thạch nóng chảy bao vây, trải qua mấy ngàn năm mới hình thành được. Lý Thiên Dương lắc đầu nói: đồ của lão phu là pháp bảo, các người chỉ xuất ra tài liệu để trao đổi thôi sao? Xuất ra thêm một khối thì còn được. U Nhiên mỉm cười, ngọc thủ vừa lật, hồng quang chợt lóe, một cái hộp gỗ màu đỏ xuất hiện ở trên tay của nàng. Mở ra liền thấy bên trong có ba cây linh tảo, linh quang lập lòe. Đây là hỏa diệm tảo ngàn năm. Ý của Lý đạo hữu như thế nào? Pháp bảo bậc 2 thông thường chỉ có thể làm Lý Dương trướng mắt. Phương Trường Sinh và Uông Nhiên lấy ra đồ vật Lý Thiên Dương đều có thể dùng được. Được rồi, thành giao. Nhưng lão phu còn muốn có một yêu cầu nhỏ. Nguyên anh của đạo hữu Phật môn kia, Vương đạo hữu có thể giao cho lão phu không? Lão phu nguyện ý lấy đồ vật để đổi. Nguyên anh của Phật tu nguyên anh kỳ, giá trị không nhỏ, chỉ cần biết thi triển bí thuật, có thể biết được công pháp của đối phương. Đa số người gặp được đều có thể ép hỏi một ít tình hình của đối phương. Thật là có lỗi, Lý đạo hữu, nguyên anh người nọ đã có người mua. Vương Trường Sinh uyển chuyển cự tuyệt. Phong Trần Hòa Thượng đấu pháp với hai người bọn họ, Vương Trường Sinh sẽ không bán cho người khác. Lý Thiên Dương có chút thất vọng, nhưng cũng không tiếp tục dây dưa. Lấy kim Phật chung trao đổi với Vương Trường Sinh. Chọn lựa xong bảo vật, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên rời khỏi bảo khố, trở lại nghị sự điện. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên liền cáo từ rời khỏi, bay về hướng Kim Long Đảo, Bắc Cương, Tam Diệm Cung. Một tòa núi cao rợp màu đỏ, đỉnh núi có một cung điện được xây từ tinh thạch màu đỏ. Tống Dịch ngồi ở trên ghế chủ tọa, thân sắc lạnh nhạt. Hoàng Phú Quý đứng ở một bên, miệng lưỡi trơn tru lưu loát, nói không ngừng. Được rồi, đường ra cùng lắm cũng chỉ có ba nguyên anh tu sĩ. Địa phương như Đông Hoang có tài nguyên kém hơn nhiều so với tu tiên giới Nam Hải, khoản khoáng sản ít hơn so với Bắc Cương, chẳng có gì tốt để cho chúng ta nhớ thương. Bản cung không có hứng thú hợp tác với đường gia, người không cần phải phí lời làm gì. Tống Tịch khoát tay áo, giọng điệu lạnh nhạt. Hoàng Phú Quý ngượng ngùng cười, lộ ra hàm răng vàng, cổ tay nhoáng lên một cái, bay ra một đạo bạch quang, rõ ràng là một con hồ ly hai đuôi màu trắng. Hồ ly màu trắng vẻ mặt hoảng sợ, muốn chạy trốn. Một mảnh sáng mờ từ trên trời giáng xuống, thân thể nó đột nhiên mềm nhũn, ngã nằm trên mặt đất. Đây là song vị linh hồ bậc 3, vạn bối cố ý chạy đến Thanh Khâu Sơn bắt về. Nàng xuất thân từ tộc Thiên Hồ, tiềm lực rất lớn, vạn bối muốn đưa con song vị linh hồ này cho tiền bối. Tống Tịch khẽ cười một chút rồi nói: với lá gan của ngươi, dám chạy đi Thanh Khâu Sơn để bắt sao? Bắt được đến một con hỏa nha bậc 3 bình thường, ngươi còn dám nói là hầu duệ kim ô? Mặt ngươi dày hơn so với pháp bảo phòng ngự. Nếu không phải ở chung với ngươi một đoạn thời gian, bản cung nói không chừng cũng sẽ tin lời ma quỷ của ngươi đây. Đây là song vị linh hồ, bản cung thừa nhận. Nói đi, điều kiện của ngươi là gì? Ngươi là kẻ không lợi không dày nổi thân,
ngươi sẽ không tặng Không Bản Cung một con linh hồn bậc ba chứ? Tống tiền bối minh giám, vạn bối chỉ muốn một hứa hẹn từ Tống tiền bối. Nếu sau này vạn bối đánh sâu vào Nguyên Anh kỳ, hy vọng có thể mượn dùng linh địa của quý phái dùng một chút. Hoàng phu quý nên chuẩn bị cho việc kết anh. Hắn là tán tu, có thể có được kết anh linh vật đã là không tồi rồi. Nếu ở nơi linh khí dư thừa đánh sâu vào Nguyên Anh kỳ, cơ hội nắm chắc cũng sẽ nhiều hơn một chút. Xem tình nghĩa ngày xưa, bản cung đáp ứng yêu cầu này của ngươi. Nhưng bản cung cảnh cáo ngươi, chuyện trước kia không được truyền ra ngoài, nếu không bản cung sẽ không khách khí với ngươi. Về mặt Hoàng phu quý mở mịt, chuyện gì vạn bối không có nhớ rõ. Được rồi, ngươi có thể đi. Hoàng phu quý cúi người hành lễ, hóa thành một đạo độn quang màu vàng rời khỏi Tam Diệm Cung. Tống Tịch một tay điểm về hướng hư không, vô số phù văn màu đỏ tuôn ra, chợt lóe ra lướt qua nhập vào bên trong cơ thể của linh hồn màu trắng. Linh hồn màu trắng phát ra tiếng kêu thảm thiết, hai mắt lộ ra thần sắc oán hận. Nếu không phải là Vương Thanh Sơn đánh nàng trọng thương, nàng cũng sẽ không bị Hoàng Phú Quý bắt đưa cho Nguyên Anh tu sĩ làm linh thú. Hồng Nguyệt Hải Vực, Ngân Xà Đảo, một ngọn núi xanh biếc, tại một tòa sân nhỏ lớn ba mẫu. Mẫu bên trái trồng linh đào, mỗi một gốc linh đào đều có mấy chục quả đào màu vàng, hương khí nồng đậm. Bên cạnh linh đào có một mẫu là hồ, một đoàn linh ngư kim sắc bơi qua bơi lại trên mặt nước. Phía bên trái là một mẫu linh điền, bên trên linh điền là một mảnh lớn lúa mạch kim hoàng sắc. Mỗi một hạt lúa đều béo tròn no đủ, ánh sáng rực rỡ. Cửa viện một gian nhà đá dài rộng, đỉnh chóp của gian nhà đá còn trồng đầy mấy chục gốc củ cải màu xanh. Linh đào rơi xuống lần lớn linh hoa, một đám linh phong xích hồng sắc đang thu nhập mật hoa. Dưới một gốc cây đào có một tổ ong lớn bằng cái ván cửa. Bên trong nhà bố trí đơn giản, một cái giường đá nửa trượng, góc sáng có một trận pháp lớn nửa trượng. Ngoài ra không dư ra bao nhiêu không gian. Một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi ngồi xếp bằng trên giường đá. Một tầng linh quang xanh nhạt che kín người thanh niên thanh sam. Thanh sam thanh niên có ngũ quan bình thường, làn da có chút ngầm đen. Một lát sau, thanh niên thanh sam mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ vui mừng lẩm bẩm: "Tổ tông phù hộ, rốt cuộc cổng tiến vào luyện khí tầng 6. Thanh niên thanh sam gọi là Vương Anh Kiệt, hắn là hậu nhân của Vương Thanh Linh, tu sĩ ngũ linh căn, năm nay hơn 22 tuổi, luyện khí tầng thứ 6. Vương Anh Kiệt cha mẹ chết sớm, chết trong miệng yêu thú. Thời điểm cha mẹ hắn gặp nạn, hắn chỉ mới 8 tuổi. Cùng may có gia tộc chiếu cố, hắn mới có thể bình an lớn lên. Hắn là ngũ linh căn, tốc độ tu luyện đặc biệt chậm. Nếu không có gia tộc hàng năm đều phát trợ cấp, hắn rất khó để tu luyện được tới luyện khí tầng thứ 6. Hậu nhân của Vương Thanh Linh có hơn 100 người. Vương Anh Kiệt chưa bao giờ gặp được Vương Thanh Linh. Hậu nhân ngũ linh căn như Vương Anh Kiệt có tới hơn 50 người. Vương Thanh Linh không có khả năng chiêu cố tới được. Tỷ lệ tiến vào trúc cơ của ngũ linh căn đặc biệt thấp. Gia tộc cổ vũ tộc nhân ngũ linh căn trong gia tộc sớm thành thân, sinh nhiều con cái. Cao tổ phụ của Vương Anh Kiệt chính là tu sĩ ngũ linh căn. Hắn sinh hơn 100 người con, chỉ có 3 người có linh căn, 2 tứ linh căn và 1 ngũ linh căn. Phụ thân từ nhỏ đã giáo dục Vương Anh Kiệt: người định thắng trời, tư chất chỉ quyết định tốc độ tu luyện giai đoạn đầu, không có nghĩa là về sau cùng vậy. Một trong ngũ tiên hải ngoại là tu sĩ ngũ linh căn, khổ tâm tu luyện cũng có thể kết anh, vang danh tu tiên giới Nam Hải. Cha hắn gọi hắn là Vương Anh Kiệt chính là hy vọng Vương Anh Kiệt có thể trở nên nổi bật, tương lai tiến vào trúc cơ kỳ mà không phải đi theo con đường xưa của cha hắn. Cha hắn cưới một thê tử, vợ chồng hai người cố gắng làm việc, đem toàn bộ tài nguyên tu tiên đều trút lên trên người Vương Anh Kiệt. Đáng tiếc bọn họ chết sớm ở trong miệng yêu thú. Vương Anh Kiệt ở trước phần mộ của cha mẹ thề qua, nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tiến vào trúc cơ kỳ. Đường huynh đường đệ của hắn có không ít người cùng là ngũ linh căn, tu vi cao nhất là luyện khí tầng thứ 3. Bọn họ ham hưởng thụ, cưới vợ nạp thiếp, cơm áo không lo,
cố gắng sinh con đẻ cái. Vương Anh Kiệt không muốn trở thành máy sinh đẻ. Thời đại tổ tiên của Vương Anh Kiệt cũng chưa xuất hiện trúc cơ. Hắn hy vọng mình có thể tiến vào trúc cơ, làm rạng rỡ tổ tông. Hắn biết tư chất của mình kém, nhưng hắn tin tưởng có thể bổ khuyết. Hắn nhận thêm một ít nhiệm vụ gieo trồng, có rất nhiều thời gian tu luyện. Tài lữ pháp địa, tài đứng hàng thứ nhất. Vương Anh Kiệt bình thường ăn ít kiệm dùng, tích góp từng chút linh thạch đều để lấy mua tài nguyên tu tiên, phụ trợ tu luyện. Lúc này mới có thể tiến vào luyện khí tầng thứ 6 khi 22 tuổi. Nhiều vị tộc lão lấy hắn để làm ví dụ, để những tộc nhân có tư chất không tốt lấy hắn làm gương noi theo. Vương Anh Kiệt đứng dậy đi ra bên ngoài. Hắn ở trong tộc có tiếng là người cuồng gieo trồng. Chỗ ở không có một không gian dư thừa. Nếu có khách nhân đến bái phỏng, cũng chỉ có thể chiêu đãi khách trên chiếc giường đá đơn sơ kia, cũng sẽ không có tộc nhân đến bái phỏng Vương Anh Kiệt. Lúa mạch đã muốn chín, Vương Anh Kiệt nhoáng cổ tay. Ba đạo kim quang từ linh thú châu bay ra, rõ ràng là ba con giun màu vàng dài hơn một trượng. Con giun màu vàng bên ngoài có một chút vảy vàng kim lân khâu, hậu duệ của long khâu, linh trùng bậc một, giỏi về phiên khẩn linh điền, có thể giúp cho linh điền thêm phần màu mỡ, có năng lực hỗ trợ thu hoạch lúa mạch. Chịu ảnh hưởng của Vương Thanh Linh, Vương Anh Kiệt chăn nuôi hai loại linh trùng kim lân khâu và hỏa phong bốn cánh. Hỏa phong bốn cánh có thể sản xuất linh mật, cũng có thể phóng thích pháp thuật hệ hỏa đả thương địch thủ. Kim lân khâu ngoại trừ phiên khẩn linh điền cũng có thể đả thương địch thủ, kiếm linh thạch và đấu pháp đều có thể. Ba con kim lân khâu chui vào trong đất, linh điền nổi lên ba cái thổ bao, từng gốc cây lúa mạch lần lượt ngã xuống. Vương Anh Kiệt lấy ra một viên trừ vật châu, thu hồi toàn bộ lúa mạch. Hắn đi vào linh điền, nhìn xem có hạt lúa mạch nào rơi ở trên linh điền hay không, không thể có chút lãng phí. Nhặt lên hạt lúa mạch rơi rớt ở trên linh điền, Vương Anh Kiệt để cho ba con kim lân khâu phiên khẩn linh điền. Hắn đi đến cây đào trước mặt, nhìn linh đào có màu da cam, nuốt nước miếng. Hắn trồng linh đào nhiều năm như vậy, còn chưa nếm được mấy quả linh đào, đều là lấy để đổi lấy tài nguyên tu tiên. Hắn ngắt lấy toàn bộ linh đào, lại bắt mấy con linh ngư trong hồ nước. Làm xong tất cả, Vương Anh Kiệt lấy ra một pháp khí phi hành hình lá cây, bay về hướng trời cao. Sau nửa canh giờ, Vương Anh Kiệt khống chế pháp khí phi hành, đáp xuống một quảng trường đá rộng hơn 10 mẫu. Trên quảng trường đá sừng sừng một cự tháp màu xanh cao hơn 10 trượng, trên bảng hiệu viết ba chữ cái to màu vàng: Thanh Liên Tháp. Lượng lớn tu sĩ Vương gia ra ra vào vào, mười phần náo nhiệt. Thanh Liên Tháp tổng cộng có 9 tầng. Tầng thứ nhất là chỗ để tộc nhân nộp lên tài nguyện tu tiên, có thể đổi lấy điểm công đức. Tầng thứ hai là chỗ để phân công nhiệm vụ bên ngoài, gia tộc căn cứ vào điểm tinh thông của tộc nhân để phân chia nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sẽ có điểm công hiến. Tầng 3 là chỗ phát nhiệm vụ gieo trồng, tộc nhân nào cũng có thể nhận nhiệm vụ này. Tầng thứ 4 là chỗ để đổi tài nguyên tu tiên, tộc nhân tích góp từng chút điểm công đức, sau đó có thể đến đây để đổi lấy tài nguyên tu tiên. Chỉ cần có đủ điểm công đức, ngay cả kết đan linh vật cũng có thể đổi được. Tầng thứ 5 là tầng tộc nhân luận bàn, có tộc lão chủ trì. Tầng thứ 6 là chỗ để tộc nhân trao đổi tâm đắc tu luyện, kinh nghiệm đấu pháp. Kim đan tu sĩ cũng có thể ngẫu nhiên xuất hiện, chỉ điểm hậu bối tu luyện. Tầng thứ 7 là tầng phát nhiệm vụ truy đuổi. Khác nhau là những nhiệm vụ này đều có vẻ nguy hiểm, chỉ có kim đan tu sĩ mới có thể hoàn thành. Vương Anh Kiệt đi vào Thanh Liên Tháp, đem linh quả, lúa mạch và linh ngư đều nộp lên, đổi lấy 3.000 điểm công hiến. Đây là công sức hắn mấy năm nay khổ lao đạt được. Đi đến lầu thứ 2, mấy chục tộc nhân vây quanh ở trước một quầy dài, phía sau quầy là một đôi đệ tử chấp sự, cấp tộc nhân phát nhiệm vụ. Xuất hiện ở đây đều là tu sĩ Vương gia luyện khí kỳ. Bọn họ lựa chọn nhiệm vụ có vẻ đơn giản, không có gì nguy hiểm như tuần tra đảo nhỏ, gieo trồng linh dược, tu kiến cung điện, chăn nuôi linh ngư. Vương Anh Kiệt đi đến trước quầy, nói với một lão già áo bào xanh hơn 50 tuổi: Ngô thúc công, ta đến để giao nhiệm vụ. Nhiệm vụ chăm sóc 50 mẫu linh điền đã đến kỳ, ta đến để đổi nhiệm vụ khác. Lão già áo bào xanh gật đầu,
vẻ mặt ôn hòa nói: "Anh Kiệt, người đến vừa đúng lúc. Kim trai ngọc đảo có 30 mẫu hồng nguyệt đào cần người chăm sóc. Nhiệm vụ này cử người đi là thích hợp nhất." Vương Anh Kiệt lắc đầu, chân thật nói: "Ngũ thúc công, ta không muốn tiếp tục làm ruộng. Ta muốn gia nhập đội săn yêu, rời nhà truy giết yêu thú." Hắn là ngũ linh căn, một viên trúc cơ đan cũng không có khả năng có được. Vì tiên đồ ngày sau, vì kỳ vọng của cha mẹ, Vương Anh Kiệt quyết liều một lần. Gia tộc có đội săn yêu, phụ trách rời nhà tìm giết yêu thú. Đội săn yêu rất nguy hiểm, nhưng thu hoạch rất lớn. Vương Anh Kiệt có một vị đường tỷ là tứ linh căn. Nàng gia nhập đội săn yêu, phấn đấu hơn 10 năm, tích góp từng chút điểm công hiến, đổi được 2 viên trúc cơ đan. Hơn nữa còn có cha mẹ giúp sức, tổng cộng có 3 viên trúc cơ đan, thuận lợi tiến vào trúc cơ kỳ. Vương Anh Kiệt vì rời nhà giết yêu thú đã chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ. Mấy năm nay nhàn hạ rất nhiều, hắn không ít lần đi huyện yêu tháp lịch lãm, chém giết với yêu thú hiển hóa, gia tăng kinh nghiệm đấu pháp. Vì một ngày này hắn đã chờ đợi hơn 10 năm. 10 năm mài một kiếm chỉ vì trúc cơ. "Cái gì? Người muốn tham gia đội săn yêu sao? Người có thông qua được khảo hạch hay không?" Lão giả bào xanh nhíu mày nói: "Cũng không phải là tộc nhân nào cũng có thể tham gia đội săn yêu. Phải thông qua được khảo hạch, có kinh nghiệm đấu pháp nhất định mới có thể gia nhập đội săn yêu. Nếu không để cho một người chưa bao giờ đấu pháp gia nhập đội săn yêu, thời điểm giết yêu thú, nhiều người khác còn phải phân tâm chiếu cố hắn." "Thông qua, đây là lệnh bài cửu cao thúc tổ phát." Vương Anh Kiệt lấy ra một tấm lệnh bài hình vuông, mặt ngoài khắc một đồ án hoa sen màu đỏ, mặt đối diện có một chữ yêu. "Anh Kiệt, ngươi đã nghỉ kỹ rồi sao? Đội săn yêu rất là nguy hiểm. Cha mẹ ngươi chính là chết trong miệng yêu thú. Ngươi là con trai độc nhất trong nhà, không bằng thành gia lập thất. Có con nối dòng rồi đi săn yêu cũng không muộn." Lão giả bào xanh thiện ý khuyên nhủ: "Ngũ thúc công, ngài không cần khuyên ta, chất nhi đã suy xét rõ ràng, mong ngài thành toàn." Vương Anh Kiệt lắc đầu, thần sắc kiên định. Lão giả bào xanh thở dài một hơi, cũng không tiếp tục khuyên bảo. Lấy ra một cái pháp bàn hình hoa sen màu vàng, đánh vào đó một đạo pháp quyết, khoa chân múa tay rồi nói: "Quý dục thúc công dẫn dắt đội săn yêu đang thiếu 2 tu sĩ luyện khí kỳ. Ngày mai người đi Thanh Liên đường hội hợp cùng với quý dục đi." Đằng sau bối tự hiểu, tộc nhân Vương gia lần lượt là Mạnh, Quý, Quân, Vinh, Hiển, Anh, Uẩn, Thịnh, Dung, Hoành, Tài, Thăng, Bác, Diễn, Mậu, Thổ, Lập, Toàn, Công. Vương Quý Dục trong miệng lão giả áo bào xanh là hậu nhân của Vương Thanh Kỳ sủng ái nhất. Vương Quý Dục là luyện đan sư bậc 2 thượng phẩm, có thể luyện chế trúc cơ đan, có tu vi là trúc cơ tầng 6. Năm đó Vương Thanh Kỳ một lòng luyện đan, thiếu chút nữa chỉ dừng lại ở trúc cơ kỳ. Cũng may Vương Trường Sinh tìm được duyên thọ quả. Vì không để cho Vương Quý Dục không dầm vào vết xe đổ, Vương Thanh Kỳ không những truyền thụ đan thuật cho Vương Quý Dục, còn để cho Vương Quý Dục đi huyện yêu tháp lịch lãm, gia tăng kinh nghiệm đấu pháp. Vương Quý Dục hiện tại đã có thể tự mình đảm đương được một phía, dẫn dắt một đội săn yêu giết yêu thú. Đương nhiên, hắn bỏ nhiều thời gian hơn ở chỗ luyện đan. Vương Thanh Kỳ tự mình sắp xếp thời gian luyện đan cho Vương Quý Dục. Luyện đan, săn yêu và tu luyện, 3 thứ không thứ nào được chậm trễ, thời gian được sắp xếp khá kín kẽ. Đa tạ ngũ thúc công thành toàn. Vương Anh Kiệt lộ ra sắc mặt vui mừng lên tiếng cảm ơn. Được rồi, yêu thú huyện yêu tháp huyện hóa là giả, không thể so với yêu thú chân chính. Người đi tàng kinh các lấy mấy cuốn sổ tay săn yêu, nhiều một chút phương pháp bảo mệnh, phù triện hoặc là pháp khí, đừng quá tham luyến điểm công hiến. Tính mạng so với điểm công hiến càng quan trọng hơn. Vương Anh Kiệt liên tiếp vâng dạ. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, hắn rời khỏi Thanh Liên tháp. Sau một chén trà nhỏ thời gian, Vương Anh Kiệt xuất hiện ở trước mặt một tòa núi nhỏ. Hai sườn sơn cốc là vách đá sừng sững, toàn cốc được một mảnh lớn sương mù màu trắng bao phủ. Hắn lấy ra một tấm truyền âm phù, nói vài câu sau đó ném vào trong cốc. Không qua bao lâu, sương mù màu trắng một trận quay cuồng, một cái thang màu trắng bay ra dừng ở trước mặt hắn.
Anh Kiệt, vào đi. Lão phu đi đứng có chút không tiện. Thanh âm có chút tang thương của nam tử trong cốc truyền ra. Vương Anh Kiệt lên tiếng, vội vàng đi lên thang. Chiếc thang màu trắng chậm rãi dâng lên, đem hắn vào trong sân cốc. Hắn chỉ cảm thấy một trận hoa mắt. Chợt xuất hiện ở một tòa sân u tĩnh, một lão giả áo bào trắng ngồi trên chiếc xe lăn. Bên cạnh là một bàn gỗ màu xanh. Trên bàn bày ra một bình linh trà và trái cây. Lão giả áo bào trắng gọi là Vương Vinh Lý, là huynh đệ ruột của tổ phụ Vương Anh Kỳ. Sau khi cha mẹ gặp tai nạn, Vương Vinh Lý không ít lần chiếu cố Vương Anh Kiệt. Nếu không như thế, Vương Anh Kiệt cũng không cách nào có thể tu luyện đến luyện khí tầng thứ 6. Cháu gái Vương Vinh Lý là Tứ Linh Căn, tên là Vương Anh Oánh. Điểm công hiến của tổ tông và cha mẹ đều dùng trên người Vương Anh Oánh. Lúc này Vương Anh Oánh mới có thể tiến vào trúc cơ kỳ. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp mọi người trong tập tiếp theo. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và thoải mái.